Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Nhật báo 24 giờ. Cảm ơn quý vị trong suốt thời gian vừa qua đã quan tâm và theo dõi kênh Nhật báo 24 giờ của chúng tôi. Xin chúc cho quý vị sẽ có những giây phút thật ý nghĩa, thật vui vẻ khi xem video của chúng tôi. Đừng quên để bấm nút đăng ký kênh để được nhận những tin tức mới nhất về bóng đá được chúng tôi cập nhật hàng ngày qua kênh Nhật báo 24 giờ. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với bản tin bóng đá trên kênh Nhật báo 24 giờ. Sau đây là những tin tức nóng nhất có trong bản tin hôm nay. Tin đầu tiên, đội tuyển Việt Nam với Trung Quốc ngày 8 tháng 10, Kia Tây Sắc hóa nhà tiên tri, thầy Park sẽ đá bay ghế của huấn luyện viên Lee Tie. Thưa quý vị và các bạn, huấn luyện viên Kia Tây Sắc Senamuang đang trong thời gian nghỉ phép tại Thái Lan cùng với gia đình, sau khi V-League 2021 chính thức bị hủy bỏ vì dịch bệnh. Dù vậy, Zico Thái thường xuyên quan tâm đến học trò góp mặt trong thành phần tuyển Việt Nam. Tuyển Việt Nam bước vào trận đấu với Trung Quốc ngày 7 tháng 10. Trước đối thủ nhỉnh hơn mình về thứ hạng lẫn thực lực nhưng không thuộc diện quá tầm như Saudi Arabia hay Australia, cơ hội cho tuyển Việt Nam giành điểm là sáng sủa. Chỉ ít ngày nữa, trận đấu đáng chú ý tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á giữa Trung Quốc và Việt Nam diễn ra. Ở thời điểm này, hai đội đều đang cố gắng hoàn tất những bước chuẩn bị cuối cùng để có màn trình diễn tốt nhất. Tuyển Việt Nam vẫn sẽ có niềm tin khi được sự cổ vũ và ủng hộ của hàng triệu người hâm mộ nước nhà. Không những vậy, tại Thái Lan, huấn luyện viên Kia Tee Sắc dành tình cảm đặc biệt cho những chiến binh sao vàng. Mới đây, huyền thoại bóng đá xứ Chùa Vàng có lời chia sẻ trên báo chí Thái Lan. Tôi nghĩ rằng xét về lực lượng, tuyển Việt Nam có thể thua kém đôi chút so với Trung Quốc. Tuy nhiên, nếu đánh giá sức mạnh tập thể cùng khả năng gắn kết, tuyển Việt Nam thậm chí nhỉnh hơn đối thủ. Trận này, Việt Nam có lợi thế là cầu thủ đã hiểu nhau, khác hoàn toàn so với một Trung Quốc được lắp ghép từ cầu thủ nhập tịch. Tôi sẽ theo dõi trận đấu này để cổ vũ Việt Nam giành kết quả chiến thắng đầu tiên tại vòng loại 3 World Cup. Tôi tin chắc điều đó. Cá nhân tôi dự đoán trận này, tuyển Việt Nam sẽ thắng Trung Quốc 2-0. Tháng 7 năm 2021, kết quả bốc thăm vòng loại 3 đã được xác định. Trong lần đầu tiên vào đến vòng loại này, tuyển Việt Nam ở cùng bảng đấu với Trung Quốc. Lập tức sau đó, các cầu thủ và giới chuyên môn bày tỏ niềm háo hức. Nhiều quan điểm kỳ vọng rằng Việt Nam có thể ghi bàn hay giành điểm số, thậm chí thắng được đội tuyển Trung Quốc láng giềng. Duy chỉ có huấn luyện viên Park Hang-seo là không lạc quan như vậy. Hai lần trên truyền thông Việt Nam và Hàn Quốc, ông Park khẳng định rằng đội tuyển mình dẫn dắt là yếu nhất so với 5 đội cùng bảng. Bên cạnh đó, thầy Park dặn học trò phải thực sự cẩn trọng, bởi lẽ chiến thắng hay giành được trước Trung Quốc không chỉ dựa vào sức mạnh tinh thần hay niềm tin. Dẫu vậy, trong suốt thời gian vừa rồi, thầy Park chính thức là người háo hức nhất cho mục tiêu đó. Ông thầy Hàn Quốc đưa ra phần thưởng lẫn hình phạt tinh thần dành cho các tuyển thủ Việt Nam, như động lực tăng thêm sự quyết tâm cho màn so tài được người hâm mộ Trung Quốc lẫn Việt Nam mong chờ. Sau hai trận trước những đối thủ mạnh nhất bảng B, Nhật Bản, Australia và Saudi Arabia, Việt Nam và Trung Quốc đều thất bại. Nhưng cách Việt Nam thể hiện đem đến sự tích cực hơn nhiều so với Trung Quốc. Việt Nam không những có bàn thắng, điều Trung Quốc không làm được, mà cách từ Việt Nam tạo ra khả năng phòng ngự chặt ở hàng thủ trong gần 50 phút trước Saudi Arabia hay cách phản công có độ sắc nét cho Australia cũng đáng để giới chuyên môn đánh giá cao về sự tiến bộ và tự tin khi thi đấu. Ngược lại, Trung Quốc thể hiện hình ảnh nhợt nhạt trong hai trận thua cho Australia và Nhật Bản. Từ chỗ tham vọng rất lớn để giành vé dự vòng chung kết World Cup, tuyển Trung Quốc khiến giới chuyên môn và truyền thông nước này không khỏi thất vọng. Theo huấn luyện viên Kia Tee Sắc, Trung Quốc dẫu sao vẫn nhỉnh hơn Việt Nam. Trong lực lượng của họ, ngoài các cầu thủ nhập tịch đến từ Brazil, còn đó ngôi sao Gulley đang chơi tại Tây Ban Nha. Ngoài ra, huấn luyện viên Kia Tee Sắc cho biết, sau hai thất bại vừa rồi, Trung Quốc chắc chắn đặt quyết tâm thắng Việt Nam bằng được. Trung Quốc có thói quen tấn công ở hai biên. Những quả tạt căng ngang của họ có sức sát thương cao, rất dễ khiến đối phương lộ ra sơ hở tại hai nách. Để giải tỏa áp lực ở hai cánh, Việt Nam cần những cầu thủ chơi gắn kết, có khả năng phối hợp, biết cầm bóng và xoay sở trong phạm vi hẹp. Huấn luyện viên Kia Tee Sắc nói về cách phòng ngự mà Việt Nam cần thể hiện trước Trung Quốc. Tôi nghĩ đến một nước cờ táo bạo khi tiến linh công phượng đá chính. Từ Việt Nam có thể dùng sự chắc chắn giành quyền kiểm soát khu trung tuyến rồi tăng tốc để hai tiền đạo gây ra đột biến. Thực tế đã chứng minh nếu bị thua sớm, lối chơi của tuyển Trung Quốc rất dễ bị đổ vỡ, thế trận bị lỏng lẻo. Tuyển Việt Nam có thể tạo bất ngờ ở khoảng thời gian đầu trận đấu. Theo lịch thi đấu mới được Liên đoàn bóng đá châu Á công bố, trận Trung Quốc với Việt Nam diễn ra lúc 00 giờ ngày 8 tháng 10 theo giờ Hà Nội trên sân vận động Sharjah UAE mà không có khán giả. Tin tiếp theo, tuyển Việt Nam và tâm thế biết người biết ta.
Quý vị thân mến, nhìn cách gọi quân, đấu tập, gút danh sách cuối cùng cho mỗi chiến dịch của vòng loại 2 và 3, có thể thấy huấn luyện viên Park khá trung thành với cách làm lâu nay, cho dẫu áp lực với sự đổi mới lực lượng lúc nào cũng được đặt ra. Ông thầy người Hàn chỉ thực sự tin cậy với những cầu thủ mà ông và ekip có sự hiểu biết cặn kẽ, từng nắm gai nếm mật qua các chặng đường trước đây, phù hợp với cách vận hành của đội tuyển khi gặp các đối thủ khác nhau. Từ lý thuyết này, không khó để đoán định những quân bài được huấn luyện viên Park tung vào trận gặp tuyển Trung Quốc và Oman tới đây. Trong khung gỗ, thủ thành Tấn Trường được tin dùng sau những gì thể hiện ở V-League. Và trong các trận vừa qua của tuyển Việt Nam, dự bị cho Tấn Trường có thể là Nguyên Mạnh nếu ông cần người có kinh nghiệm. Cũng có thể là Văn Toản nếu tính đến đường dài cho Việt Nam. Bộ ba trung vệ là những cái tên quen thuộc Ngọc Hải, Tiến Dũng, Duy Mạnh, cùng Thành Trung, Đình Trọng, luân phiên gánh vác trọng trách. Đội cánh Văn Thanh, Hồng Duy lần đầu tiên được xuất phát từ đầu với nhiệm vụ nặng nề. Vấn đề là nếu cần phải bổ sung hay thay đổi, những ai được thay thế đang đặt ra nhiều câu hỏi. Trong khi đó, hàng tiền vệ ít chỗ cho các nhân tố mới, bởi Quang Hải, Hoàng Đức, Văn Đức hay Tuấn Anh, Xuân Trường, Đức Huy vẫn luôn được tin dùng. Hàng tấn công khá dồi dào lực lượng với Tiến Linh, Đức Trinh, Văn Toàn, nhất là Công Phượng trở lại với bao hy vọng. Cũng trên lý thuyết, các trận gặp Trung Quốc và Oman được coi là dễ chịu hơn so với các đối thủ khác ở vòng loại thứ 3 của tuyển Việt Nam. Nhưng xem ra thực tế không đơn giản hơn khi mà tuyển Oman từng thắng Nhật Bản đẳng cấp với tỷ số 1-0 và Trung Quốc. Dù đã thua 2 trận, dù được cho là chịu áp lực, căng cứng tâm lý gì đó thì cũng không phải là miếng mồi ngon cho tuyển Việt Nam. Họ có thể hình, thể lực tốt, nhiều ngôi sao nhập tịch, có cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu và khi đã ở vào thế dựa trên tường, tuyển Trung Quốc nếu thi đấu đúng với thực lực sẽ là rào cản lớn cho tuyển quốc gia Việt Nam. Lâu nay, truyền thông ra sức khích tướng khiến cho cuộc đối đầu lịch sử trên sân bóng giữa Việt Nam với Trung Quốc thực sự nóng. Các tuyển thủ hai bên thể hiện sự quyết tâm cao độ mỗi khi có dịp phát biểu trước báo giới, càng khiến người hâm mộ náo nức chờ đợi cuộc thư hùng. Vấn đề đặt ra, ai bắt bài được ai? Trước hết từ khu kỹ thuật của hai đội, giới chuyên môn và người hâm mộ Việt Nam có thể hiểu nội tình ban huấn luyện tuyển Việt Nam, nhưng với ban huấn luyện tuyển Trung Quốc điều đó không thể. Ban huấn luyện Việt Nam với bộ sậu Hàn Quốc có đủ thông tin để nắm bắt về huấn luyện viên trưởng Lee Tae và bộ sậu của ông hay không? Liệu họ có bài để khắc chế đối thủ hay không? Khi và chỉ khi ban huấn luyện tuyển Việt Nam tự tin ở khả năng của mình, sẵn sàng đối phó với mọi diễn biến trên sân, phát huy cao nhất khả năng của cả tập thể và từng cá nhân cầu thủ, trận đấu sẽ đi theo hướng có lợi cho Việt Nam. Trong tình huống ngược lại, khi không thể át vía đối thủ, tuyển Việt Nam có thể bị dồn ép, thậm chí căng cứng, mất thế trận, hậu quả không lường trước được. Vì vậy, phải hiểu và có biện pháp để đối thủ không thể thi triển lối đá theo cách họ mong muốn, lại vừa xây dựng và ổn định nền tảng tâm lý cho cả đội, để làm sao họ vào trận tự tin mà không chủ quan, thoải mái mà không sa đà, buộc đối phương phải nhận liên tiếp bất ngờ này tới bất ngờ khác và kết quả là tự đánh mất mình. Và tất nhiên nói thì dễ và làm thì cực kỳ khó rồi, nên phải chắt chiu từng đường bóng, từng pha phối hợp, ra đòn kết liễu. Một cầu thủ tự tin xử lý bóng hợp lý, thông minh sẽ tạo cảm hứng cho đồng đội cùng chơi thanh thoát. Quang Hải hay Công Phượng tạo được siêu phẩm, khiến đồng đội có thêm động lực để tìm những thành công mới. Đó là hiệu ứng lan tỏa truyền cảm hứng nhiều khi bắt đầu từ một người tạo thành công cho tập thể một đội bóng. Rõ ràng là tuyển Việt Nam đang háo hức vào trận, háo hức lập công trong hai trận tới. Hy vọng điều đó được duy trì đến hết cả hai trận, dù muôn vàn khó khăn thử thách. Đó là hai trận đấu không có gì để mất, và nhiều người biết mục tiêu đặt ra là có điểm, không bắt buộc phải có 3 điểm bằng mọi giá. Nếu như tuyển Việt Nam buộc ông hàng xóm lớn phải chia điểm, thì là điều chấp nhận được. Nếu nhìn về phía trước, chúng ta bị dẫn với khoảng cách rất xa là 0-6. Nói gọn lại, cái chính là tạo ra một tâm thế tự tin, nhẹ nhõm, biết người biết ta để đi đường dài, không bao giờ nóng vội, hấp tấp, có thể khiến mọi việc đổ sông đổ bể. Biết đâu từ nền tảng vững chắc này, từ Việt Nam lại làm được một điều gì đó lớn lao hơn, bền vững hơn ở phía trước. Tin cuối cùng trong bản tin, nền bóng đá Trung Quốc sẽ sụp đổ nếu thua tuyển Việt Nam. Thưa quý vị, trên tờ Sina, phóng viên FanGen đã thể hiện sự bi quan khi nói về trận Trung Quốc với Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á sắp tới. Sau hai lượt trận đầu tiên, Trung Quốc và Việt Nam đều trắng tay. Mặc dù vậy, Trung Quốc bị đẩy xuống cuối bảng B vì chưa ghi nổi bàn thắng nào và áp lực càng đè nặng lên vai thầy trò ông Lee Tae. Với tuyển Việt Nam, vòng loại 3 World Cup được xem như cơ hội để thầy trò ông Park cọ sát với nền bóng đá đỉnh cao của châu lục, hướng tới mục tiêu cao hơn trong tương lai.
Trong khi đó, với Trung Quốc thì khác, thầy trò Li Jie được kỳ vọng cạnh tranh giành tấm vé đến Qatar mùa hè năm sau. Nhưng những gì đã thể hiện khiến cho người hâm mộ Trung Quốc vô cùng tức giận. Nếu không thắng Việt Nam ở trận tới, hy vọng giành vé dự World Cup 2022 của Trung Quốc tan thành mây khói ngay thời điểm này. Nhưng trên tờ Sina, phóng viên FanGen còn cho rằng hậu quả nền bóng đá Trung Quốc phải hứng chịu nặng nề hơn rất nhiều. Trước hết, dù kết quả trận đấu tới bất kể thắng, hòa hay thua, tôi nghĩ đây chính là sự phản chiếu về năng lực của tuyển Trung Quốc được tích lũy trong mấy chục năm qua. Nếu thất bại, tôi nghĩ mọi thứ không chỉ dừng ở việc thầy trò Li Jie trắng tay trong một trận đấu, cả nền bóng đá Trung Quốc hoàn toàn sụp đổ dưới tay tuyển Việt Nam. Tôi muốn nhấn mạnh điều này, phóng viên FanGen nói. Trên thực tế, tôi không lạc quan cho lắm. Sau khi xem Việt Nam thi đấu tại Asian Cup 2019, hai trận đầu tiên của vòng loại cuối cùng World Cup 2022, tôi nghĩ sức mạnh của họ chắc chắn không hề thua kém Trung Quốc. Tôi lo rằng việc tập huấn dài hạn của Trung Quốc ở Tây Á khiến họ không đạt được phong độ cao trong trận đại chiến với Việt Nam. Cho nên tôi nghĩ kết quả của trận đấu không hứa hẹn với Trung Quốc. FanGen thể hiện sự bi quan. Trong lịch sử bóng đá Trung Quốc từng vượt qua vòng loại góp mặt ở World Cup 2022, đó là lần duy nhất tính đến hiện tại họ góp mặt ở một ngày hội bóng đá thế giới. FanGen cho rằng thành công năm đó thực chất không giúp ích nhiều cho bóng đá Trung Quốc thời điểm hiện tại. Và thời điểm Trung Quốc lọt vào vòng loại thứ hai World Cup 2022 chính là vòng loại cuối cùng thời điểm đó, được xem là thành công. Tôi nghĩ đây là thành quả tích lũy được sau nhiều thập kỷ của bóng đá Trung Quốc và sau đó các cầu thủ đã hoàn thành nhiệm vụ tới World Cup một cách thuận lợi. Nhưng bây giờ nhìn lại vòng loại World Cup năm ấy, nó thực chất là không có gì đáng kể cho bóng đá Trung Quốc. Đó có thể là ký ức khiến cổ động viên vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng bây giờ nghĩ lại, chỉ cho chúng ta một cảm giác nuối tiếc về những ngày cũ thôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video. Nếu thấy hay thì hãy like và share video này. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để được nhận những tin tức bóng đá mới nhất, hấp dẫn nhất của chúng tôi được cập nhật hàng ngày qua kênh Nhật Báo 24 giờ. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.